cái ẩm thực Việt Nam nói chung. Thì bây giờ mình sẽ nhớ lại trong bữa cơm của mình gồm những món gì là chủ yếu nhỉ? Anh chắc đầu tiên là không thể thiếu cơm rồi đã. Đúng rồi. Đầu tiên là cơm. Thứ nhất là cơm. Vâng. Ừ, thế tại sao Việt Nam lại ăn cơm? Trong khi đó châu Âu đâu ăn cơm. Vâng. Món thứ hai không thể thiếu được trong bữa cơm, cả ba miền đều có canh. Nhưng mà canh miền Bắc với canh miền Nam khác nhau. Đấy. Nhưng mà tại sao Việt Nam thì có canh? Trong khi đó châu Âu đâu có canh. Tại sao? Vậy thì món mặt địa lý Việt Nam, bờ biển dài 3.260 km, cho nên cung cấp cho người dân sống ở đây thủy hải sản. Cho nên Việt Nam ăn cá nhiều hơn thịt đấy. Việt Nam là xứ nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, cho nên ăn canh để giải nhiệt. Thế còn tại sao Việt Nam ăn cơm, trong khi đó châu Âu lại ăn bánh mì? Có lẽ là vì chúng ta có nền văn minh lúa nước chăng? Đúng rồi. Như vậy là đặc trưng của Việt Nam là cơm do ảnh hưởng của kinh tế nông nghiệp, canh do ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, và cá là do địa lý của Việt Nam bởi lại. Nhưng mà khẩu vị miền Bắc nói chung là ngọt. Ngọt của gia vị nào? Ai cũng biết từ xưa đến giờ, đó là của mì chính. Mì chính. Mà miền Nam mình gọi đó là bột ngọt. Ngọt. Thế còn nói về vị mặn thì như Minh Đức có nói là vị mặn là miền Trung mặn nhất. Vâng. Còn nói đến vị cay thì miền Trung cũng cay nhất. Vâng. Còn miền Bắc thì ít cay hơn. Thế còn nói vị ngọt là ngọt của đường thì lại ngọt của miền Nam. Và nói về vị chua là miền Nam cũng chua nhất. Còn nói đến vị béo, miền Nam cũng béo nhất. Như vậy là rõ ràng ba miền khác nhau. Miền Nam nổi bật béo của nước cốt dừa, vâng, chua của me, ngọt của đường. Ra đến miền Trung chỉ còn có hai vị thôi, đó là vị mặn và vị cay. Thế ra đến miền Bắc còn cái vị đặc trưng nhất, đó là vị của bột ngọt, hay miền Bắc người ta gọi là mì chính. Vâng. Đấy, khác nhau về vị.